Chúc đại gia đình an lạc với ai vậy đâu vợ. Quý vị nhớ con người mình sống nụ cười quan trọng lắm quý vị. Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Nếu mà sống mà không có nụ cười thì cây cối xung quanh mình nó cũng chết queo hết. Không chỉ người xung quanh. Nên vì để ý cái pháp môn niệm Phật này, vì để ý chỗ này nè. Cái người mà niệm Phật gây dựng tín nguyện cầu sanh cực lạc, vì để ý họ đa phần là người vui nhiều, sống gần gũi, vui nhiều. Và cái hoàn cảnh mà nơi nào họ sống đó là cái hoàn cảnh nơi đó dù lớn nhỏ gì không biết nhưng sạch sẽ, đẹp. Cái người niệm Phật tín nguyện cầu sanh cực lạc là đa phần là cái hoàn cảnh nơi họ sống là như vậy đó. Và họ rất vui, họ rất dễ tính, họ cười nhiều, lâu lâu cũng có sân si. Trong cái cõi này là gì mà. Nên mình là người niệm Phật á, mình sống cùng với người trong gia đình, nhất là mình là người nữ. Người ta đã ví dụ người nữ như nước, người đàn ông như lửa. Mình mà khéo léo thì mình tạt nước vô lửa tắt queo chứ. Mà mình mà không khéo léo thì mình tạt dầu vô lửa thì nó cháy, cháy nhà rụi hết luôn. Nên nó khi mình đang tu vậy đó, mà có khi mà tu chung gia đình nó cũng có thử thách. Mình thấy cái người trong nhà mình tu lễ Phật không được trang nghiêm, lễ không điều, hoặc quỳ ngồi xuống đủ kỳ cục, mình kiểu lễ gì kỳ cục, xong quỳ xuống, quỳ xuống coi, quỳ xuống kêu dài ba lần á, nhiều người đàn ông tao quay là tao tức nha, quay là nói bà lo bà lễ đi, chuyện của tôi kệ tôi. Đó là sân si nổi lên, thấy chưa? Nên mình là người niệm Phật đó quý vị, người ta lễ Phật là được rồi, mình đừng có sửa lưng người ta hoài. Mình sửa được thì mình sửa, không sửa được thì thôi. Không chứ mình đừng có nói, nhất là đàn ông mà kiểu mà mình có lọ mọ, mình nó sực mình lại một cái, mấy bà thì ưa gì, mấy bà phụ nữ là ưa kỳ cục, nói nhép 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 nhép, nhép miệng nói hoài, sực lại cái im gù xanh mày xanh mặt. Nó đàn ông như lửa là gì đó. Nên mà có người đàn ông trong nhà hay lắm nghe, vì đàn ông trong nhà là giống như cây cột cái trong gia đình. Quý vị thấy mà trong trong gia đình mà không có người đàn ông là thấy gia đình lạnh lẽo. Nên từ nơi đó mà cái pháp môn niệm Phật này mình phải hiểu là cái pháp môn từ vui đi đến vui, chứ không phải giỡn đâu. Còn các pháp khác cũng là từ vui đi đến vui đó, nhưng mà không khéo các pháp khác mình không hiểu đó nghe, là mình nghĩ rằng từ khổ đi đến vui. Nếu mà trong cái cõi này mà từ khổ đi đến vui thì không ai, không mấy người, không mấy người làm. Vì cái xã hội bây giờ vì cầm chiếc điện thoại thôi, vì coi cả cái thế giới này, cuộc sống rất là phong phú, dù là hơi thiếu tiền chút mà lâu lâu có tiền là nó phải sống phong phú một chút, đúng không? Với cuộc sống nó phát triển mà. Nên từ nơi đó mà nói mà kêu mà từ khổ mà mình đi đến vui thì không ai chịu khổ, mà dù quý vị có làm được, mình có làm được đi chăng nhưng mà kêu người khác làm giống mình không có được. Nên nếu áp dụng cái cách mà từ khổ đi đến vui là không phù hợp cái thời cuộc này. Mà cái thời cuộc này là phải 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 khuyến dụ làm sao mà từ vui đi đến vui. Cái vui này giả tạm, cái vui kia thì không có giả tạm. Thì đúng rồi, cái vui này giả tạm nhưng phải vui trong giả tạm, rồi mới tìm cái vui không giả tạm. Rất là phù hợp. Còn nếu bây giờ mình nói bây giờ phải khổ, phải khổ, phải khổ, quý vị làm mình đi luôn, làm mình luôn. Bây giờ nó đơn giản là ăn chay thôi nè, không được cái này, không được cái kia, khỏi ăn chay luôn, tao ăn thịt luôn. Ta phát tâm ăn chay rồi mà bây giờ không bằng thịt rồi, mà bây giờ phi miếng hành tỏi cũng không được luôn, vì tao ăn thịt. Nên vì để lên bằng căn suy nghĩ thì cái nào nặng cái nào nhẹ.
Thấy không? Nên cái cõi này mình hướng dẫn người ta tu nó phải đơn giản, phải dễ nhất cho chúng sanh lợi ích một chút, cũng nên cho họ lợi ích đi. Có những người lạ lắm quý vị. Có những người rất là lạ là quý vị phải lợi ích như vậy, phải lợi ích như vậy, phải lợi ích như vậy, phải được đạt như vậy đó. Sao được? Đứa con nít mà nó còn phải đi theo chiều hướng tự nhiên. Quý vị nuôi con thấy rõ ràng không? Nó bò, nó lặt, nó bò gì đó. Rồi nó chập chờn, rồi nó mới đứng từ từ, rồi nó bước từng bước, rồi nó đi, rồi nó chạy. Nên từ nơi đó mà bản thân mỗi người mình phải nhận thức. Khi mình nhận thức được rồi thì tự nhiên mình sẽ đưa cái pháp cho con người này có khả năng này, con người này có khả năng này. Thí dụ như quý vị nghe pháp Đại Lão ở Tịnh Không giảng, quý vị để ý đi. Tại sao mà người ta nghe của ngài người ta không để ý được cái chỗ là có những đoạn ngài giảng rất là cao, vì những đức tin chắc cái pháp hội ngày đó sẽ có nhiều người bậc cao thủ ở trong đó. Và có những công đoạn ngài giảng rất là thấp, những đức tin chắc cái bữa đó giảng ngài đi đến cái nơi phù hợp vì căn tính chúng sanh sao đó. Nên ngài giảng rất nhiều pháp hội là rất nhiều cái bài pháp mà phương tiện. Nên chúng ta phải biết mình phương tiện chỗ nào để phù hợp mình. Đó, phương tiện chỗ nào để phù hợp mình. Nên cái pháp môn niệm Phật này á, là quý vị tu sao mà quý vị mà có nụ cười. Thật sự mà nói cuộc đời con người mà thấy vui, thấy có nụ cười là thấy quý vị tuyệt vời rồi. Phan nói chi nhiều quá. Thấy vui, thấy có nụ cười là quá tuyệt vời rồi. Đó. Còn nếu như mà bây giờ mà tu mà giỏi gì không biết mà tu giết thấy heo queo, mặc như con mèo, thì thôi chịu thua, khỏi tu luôn. Hồi xưa bà chưa tu tôi thấy bà còn có được được. Bữa nay bà tu giết tôi thấy nó thiệt, chứ không lẽ tôi đem bà vô cái khu nhà ma tôi nhốt bà chồng cho bà sống với ma luôn. Nó yên ngồi suy nghĩ đi. Nên cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn là thế giới cực lạc đẹp. Mình chưa về cực lạc nhưng mình ở cái cõi này nó cũng phải sạch sẽ, phải gọn ghẽ, phải có được một chút. Chứ ai kêu quý vị tu giết mà nhìn thấy gớp, thấy không? Ví dụ như bé Khánh Linh ta lễ vật đó, không ta không mà bé Linh nghe, lễ bên cạnh ba mẹ bé là tự nhiên cái cảm giác đứa con mà thấy cha mẹ bên cạnh mình vui. Nít ai cũng vậy, được thấy cha mẹ rồi cái đó là gia đình hạnh phúc. Nó không phải giàu sang gì đâu mà gia đình mà biết tu hết trơn, mà vợ chồng con mà biết tu vậy không có dễ tìm quý vị ơi. Thật sự không dễ tìm. Giống như Ngọc Sáng nữa, mấy đứa con trai mà nó chịu lễ Phật tu chung là không đơn giản. Nên từ nơi đó mà cái thằng nhỏ nhỏ mặc dễ thương, lớn cũng dễ thương. Rồi bé Thiên Phú đó, cái thằng nhỏ Thiên Phú kìa, 6 tuổi kìa, ngồi tu mình kìa quý vị. Nhưng mà phải tu nghiêm túc nghe chú em. Này 6 tuổi, còn bé lên 4 tuổi hả? Nên từ nơi đó mà nên cái đạo tràng trên không trung mình đúng là nhiều Bồ Tát nhí lắm, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Đừng xem thường Bồ Tát nhỏ này, nghe chưa? Bồ Tát nhỏ nhỏ này dữ lắm á. Ta lễ Phật ta tu đồ đặc biệt con là luôn, thấy chưa? Nó ăn chay đồ mà lễ Phật với mẹ đồ gì là đặc biệt lắm á, có phước. Sanh được đứa con vậy bị thấy cũng mừng. Nó họ kệ, lúc nào nó được vậy thì cứ tốt đi. Chúng ta đừng có đặt hy vọng vào bất cứ một người nào sớm quá. Cho khi nó còn nhỏ nó chịu tu mà lớn lên nó quậy ác, chứ không phải chuyện giỡn chơi đâu. Không phải đơn giản cái này, những đức nói nó có đó. Rồi nó quậy xong rồi cái sau nó nhớ lại, hồi xưa nó từng có chủng tử tu. Nó tu lại lúc đó nó đạt. Có những con người ban đầu thì nó hư cực kỳ hư luôn. Khi nó vô tu rồi là tự nhiên nó tu dữ lắm. Có những đứa thì lúc còn nhỏ nó rất có thiện căn, nó tu. Nhưng mà nó chỉ là cái thiện căn đó, nó phát triển sớm quá. Xong rồi nó phải, khi nó bước chân ra xã hội nó mới đi theo cái cuộc sống xã hội. Nó bị cái sự cám dỗ quá mạnh lôi kéo. Sau này đến lúc nó khổ quá nó nhớ là lúc còn nhỏ mình đã từng biết niệm Phật. Bắt đầu lúc đó nó tu lại. Cái chủng tử thiện căn nó vậy đó quý vị. Còn có những đứa thì từ khi còn nhỏ tới lớn nó được bồi dưỡng luôn. Nó bồi dưỡng của một gia đình.
Cái quan trọng, vì biết rằng nghe, bây giờ một người có thiện căn dày như một cái hạt giống khỏe mà nó đến với bàn tay mình thì mình phải bồi dưỡng và chăm sóc, nó mới theo chiều hướng nó mà phát triển. Giống như Mạnh Tử mà được mẹ rèn luyện đó, về nhà ba lần. Nên Mạnh Tử mà được như vậy là nhờ mẹ Mạnh Tử khéo dài, không có để cho con mình còn nhỏ mà gần quá nhiều người hư hỏng. Tôi nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng mà quý vị đó. Nên cái rèn luyện của một người mẹ để đào tạo ra một đứa con tương lai đặc biệt tuyệt vời, quan trọng. Nên những đức nói là cái đạo tràng không chung này là một cái đạo tràng rất đặc biệt, vì cái gia đình quý vị đang tu được đó, thấy chưa? Nó ví dụ như bây giờ ba mẹ của cô bé Tư rồi, thấy chưa? Hai ông bà mà ngồi tu chàng ô, sống tới từng tuổi này, hai vợ chồng mà niệm Phật chung vậy, đây là hạnh phúc thật sự mà nói, hạnh phúc số 1, cùng tu chung. Còn gia đình cô Năng Tâm Vĩnh Long rồi ha, đó. Cầm quạt trước chuẩn bị. Nói đi chưa, gia đình mà 6-7 người mà cùng tu chung là quá tuyệt vời quý vị. Nó quảng tâm bình định rồi ha, tu đồ quá tuyệt vời. Rất là nhiều gia đình quý vị. Nên gọi là cái đạo tràng không chung là một đạo tràng đặc biệt. Với gia đình của Minh Trung này là tu điều nhất, tu thấy điều rang luôn. Mà giờ nó, với Trần Lâm rồi là tu, nó chắc là rất nhiều gia đình đọc hoài đọc hết. Nếu mà đọc thì đọc hết giờ luôn. Nên nó giảng đâu nó rồi dì Tư rồi mấy đứa nhỏ nhỏ, gái nhỏ 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 này mới giỏi. Lễ vật đồ đàng hoàng nghiêm túc, thấy không? Đây là thiện căn đặc biệt á. Nó giống như cô Kim Quy á, khỏi cái tách rời riêng ra, ha, cha mẹ rồi với mình tu chung tấm hình vậy đó. Ta nhìn ta thấy, người ta nhìn cái mẫu mực đó, ta nhìn theo. Trời ơi, khỏi tách hình một mình ra làm chi. Nhìn vậy đó, gia đình đoàn kết thấy đặc biệt chưa? Rồi mai mốt đặc biệt mà về thế giới cực lạc nè. Nó cái này mới tuyệt vời nè. Nên á, cái pháp môn niệm Phật này từ vui đi đến vui. Vui thế gian là giả, phải biết, nhưng không có đá đổ nghe. Vui thế giới cực lạc là thật. Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng á, Hòa Thượng Tịnh Không ngày giảng thì biết rằng là có đoạn ngày nói nè, có người ta đến ta nói gặp Hòa Thượng Tịnh Không, ta nói trình lên Hòa Thượng Tịnh Không rằng: dạ con bạch Hòa Thượng, có những đoạn Hòa Thượng giảng á, người ta nghe người ta không hiểu. Hòa Thượng nói buông xả. Bây giờ một số người nó về nó bán nhà bán đất nghỉ làm việc luôn, rồi giờ nó đói quá trời đói. Xin Hòa Thượng giảng cái đoạn này lại. Thì Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là đúng là trong kinh Đức Phật nói nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Lời giảng của tôi mà họ còn chưa hiểu, chứ nói hiểu nghĩa Như Lai, nghĩa Như Lai sao hiểu nổi. Hòa Thượng Tịnh Không thì nói rằng là tôi nói rằng buông xả là buông phiền não á, buông cái buồn trách á, buông cái không vừa lòng không vừa ý á, buông cái kiêu ngạo ngã mạn của mình á là buông xả. Nếu như mà bây giờ người học Phật, người học Phật nào cũng á mà bỏ công việc, vậy có phù hợp cuộc sống này không? Đâu phù hợp đâu. Nếu mà Đức Phật kêu bỏ công việc như Đức Phật buông luôn thuyết pháp, vậy làm gì có kinh giáo bây giờ cho chúng ta đọc tụng? Rồi tôi cũng buông chia sẻ Phật pháp luôn. Nên mỗi người là một cương vị, mỗi người là một công việc. Công việc nào của mình thì mình tự khéo léo gói gọn lại để mình có thời gian mình tu. Nhưng kêu đá đổ công việc, bán nhà bán cửa, đi bố thí cúng dường sạch hết trơn, cái này là không bao giờ phù hợp. 100% quý vị không phù hợp. Còn nếu như gia đình quý vị mà có một mình một, sống đơn côi quạnh quẻ quá, thì cái chuyện đó tùy quý vị phải suy nghĩ cho thật là kỹ. Mà khi đã làm rồi, sạch rồi thì đừng hối hận. Nhớ kỹ cái điều này nghe. Còn nếu mà nói rằng là học Phật mà nói bán nhà bán cửa mà đi cúng dường sạch hết trơn, cái việc này vị nên suy nghĩ kỹ lại. Nên suy nghĩ cho thật là kỹ cái việc này. Phật không có kêu cái việc này đâu quý vị à. Hiểu chưa? Tùy vào cái sự nhận thức của mình sâu sắc đó. Nên á, ngài nói rằng tôi kêu buông xả là xả cái gì? Xả phiền não á, xả hơn thua vợ chồng. Bây giờ vợ chồng sống với nhau, ông chồng mình ông dữ quá, ông chửi mình, mình buông xả là mình đừng có chữ lại á, là đúng. Đó. Mình buồn giận đồ này kia đồ, mình buông đó là đúng.
Mình tham quá mình buông xuống là đúng. Mình tham nặng nề á quý vị, buông xuống bớt xuống là đúng. Bây giờ ông làm cực quá, bây giờ mua miếng đồ ăn ngon ngon cho ông ăn là mình cằn nhằn, nói ông ăn chi mà ông ăn dữ. Làm có nhiều tiền ngon ăn hết trơn. Ông tức quá ông quay luôn, nói làm mệt chết luôn mà mua miếng đồ ăn mà mày còn cằn nhằn cứ nhữ nữa. Có được không? Cầm cái bánh bông lan liền cái bóp rồi xong luôn. Cuối cùng cái bánh cũng không được ăn, sân si cả nhà. Thì người ta làm mệt, người ta ăn được là mình mừng rồi. Ta nói ăn được ngủ được là tiên, mà ăn không được ngủ không được là phiền. Thì thôi mình có tâm mình mày tu phải rộng rãi. Ông ăn bữa nay hết rồi thì mai ông khỏi ăn. Chứ hơi sức nào mà mình đi kèm kèm chi cho ông chửi mình. Tự ông ăn ông ngồi ông suy nghĩ thôi. Tự ba ăn ba ngồi ba suy nghĩ. Nó cái đó là cái người tu là buông buông vậy thôi. Chứ không phải là gọi là tu hành mà đi buông công việc, không làm gì, rồi bán nhà bán cửa buông xả. Nên người ta nghe Hòa Thượng không giảng mà người ta không hiểu, cuối cùng người ta nói bây giờ đói. Thấy không? Ngài nói rằng đọc kinh nó nguyện giải Như Lai chân thực nghĩa, lời tôi giảng dễ hiểu mà còn chưa hiểu, không chi là hiểu nghĩa Như Lai. Nên quý vị thấy có nhiều người ta đi đến chùa tụng kinh trì chú, tụng kinh trì chú, xong bước ra khỏi chùa không biết một cái gì cả. Vì mình đâu có hiểu cái nguyên lý trong kinh Phật dạy đâu quý vị. Nó nên những đức lấy lời của Hòa Thượng Tịnh Không như đức nói là cho vị nghe đó, dễ hiểu đó. Nhớ kỹ, người học Phật thì trong công việc nào càng nhiệt tình với công việc đó, nhưng cái tình chấp là buông xuống. Nhưng cái hình tướng của công việc là phải nhiệt tình. Làm phải có trách nhiệm. Làm chồng Bồ Tát chồng, làm vợ Bồ Tát vợ, thì hai vợ chồng của Nhân Hiền ngồi kế bên là hai Bồ Tát. Được không? Nó thấy chưa? Thì bây giờ mình thương chồng thì mình thương cha mẹ chồng hết lòng là mình là Bồ Tát vợ. Mình thương vợ, mình thương cha mẹ bên vợ nhiệt tình là Bồ Tát chồng. Quý vị mà là đem vào pháp áp dụng như vậy thì cái quốc gia chúng ta phải là quá đặc biệt không? Đất nước chúng ta ai mà không chấp nhận Phật pháp? Phật pháp là áp dụng vô cuộc sống hàng ngày. Vậy Đức hỏi quý vị phải đúng không? Cuộc sống hàng ngày là phải làm, phải có ăn. Không ai mà ở không mà ta cho mình ăn hoài chứ. Bây giờ quý vị làm một công việc gì quý vị đang làm? Đứa bé nhỏ đi học thì học cho đàng hoàng. Các con có trách nhiệm đi học. Cha mẹ làm cực khổ có tiền cho các con đi học thì các con phải có trách nhiệm học cho đàng hoàng. Cái nguyên lý là đúng luôn. Còn công việc của cha mẹ là công việc làm là phải làm nhiệt tình. Còn công việc của những đức là công việc gì? Công việc tu. Thì những đức phải tu nhiệt tình. Đúng không? Nói này rất rõ ràng mà. Những đức đã từng có bài chia sẻ Phật pháp, những đức nói tu hành cũng là một công việc. Chứ gì? Không phải công việc chứ cái gì? Công việc nó có thiện, công việc ác ở trong cuộc đời này. Thì tu hành cũng là một công việc, mà công việc này là công việc thiện. Công việc thiện để cầu sanh cực lạc quý vị. Không hiểu hả? Ta nói ủa sao ông này ông tu mà ông nói tu hành là một công việc chứ cái gì? Quý vị nói một văn tự cực kỳ dễ hiểu cho người ta dễ hiểu. Tại vì người ta thích soi bói nên người ta thấy đó là người ta không muốn hiểu. Chứ đúng ra là một công việc, nhưng mà trong cuộc đời thì có thiện có ác. Nhưng mình chọn một công việc thiện mình làm. Niệm Phật tu hành là một công việc thiện để cầu sanh đến cái quốc độ thiện, phải không? Giống như quý vị học dân ngành bác sĩ. Bác sĩ thì phải có đức, gọi là y đức làm bác sĩ. Hình thành cái tâm của một bác sĩ thiện tâm, có đức hạnh. Thì từ nơi đó quý vị làm bác sĩ tốt, người ta gặp quý vị người ta nói chào bác sĩ, phải không? Phải cái ngành bác sĩ, phải người ta gặp mình là chào bác sĩ. Người ta cung kính mình, ngành thầy giáo, phải không? Ngành thầy giáo phải không? Sư phạm, ta gặp chào thầy giáo, phải không? Chào cô giáo. Người ta đều cái ngành nghề được kính nể. Là từ cái sở học nó đi đến cái ngành nghề đó. Là một công việc học này, nó đi đến cái nghề này. Nó, vậy thì cái tu hành cũng là một công việc. Công việc này là công việc thiện. Nói cái câu trải nghiệm văn tự cho dễ hiểu, để cho chúng ta lý luận được thiện và ác của công việc. Mình chọn công việc gì để mình làm. Đó là người ta phân tách cái văn tự cho dễ hiểu, đi vào cái việc tu hành cho nó dễ. Nó, còn quý vị thích công việc sao thì chuyện của quý vị. Nhớ không? Có những người người ta thí dụ như người ta thí dụ quý vị sống ngoài đời quý vị cũng thấy rõ ràng có không? Quý vị nhà quý vị có người mắc, quý vị mời một người đến tụng một hồi kinh. Có những người người ta nói tụng một hồi kinh là bao nhiêu tiền? Nó công việc. Nếu quý vị mời nhà đức, nếu nhà đức đi đến, nhà đức sẽ tụng một hồi kinh xong, nhà đức có thể uống ly nước trà, ăn cái bánh, nhà đức đi về, bị đưa tiền nhà đức nói là khỏi. Tại vì nhà đức không có cần cái đó, tại vì nhà đức đã có được cái đó ăn rồi thì thôi khỏi cần. Còn khi người ta cần phải có cái đó ăn
thì người ta phải làm công việc này để người ta có cái ăn đó. Đều là công việc hết. Thì ngồi suy nghĩ kỹ coi đúng không? Nó chứ nói cái gì mà chăm chích ai, chăm thọt ai? Nó chải văn tự dễ hiểu vô cùng luôn, đem văn tự giới thiệu cho quý vị quá dễ. Nên quý vị mỗi ngày niệm Phật, ví dụ như giờ quý vị đang rảnh rỗi đi, quý vị niệm Phật lễ Phật đi. Quý vị nói rằng ô đây là công việc của tôi, tại chồng tôi đi làm việc rồi. Nên mình dùng cái văn tự cho nó phù hợp nhân sinh á. Bây giờ như đứa làm cư sĩ nhưng nó nói văn tự này khỏi ai nói được luôn rồi nè. À, hết ai nói được à. Tại vì sao? Chồng tôi đi làm việc quá cực rồi, tôi ở nhà tôi không có việc gì làm, tôi phải niệm Phật lễ Phật. Vì tôi phải làm sao để gia đình tôi được bình yên. Nên tôi niệm Phật lễ Phật, tôi cầu nguyện cho gia đình tôi được bình yên. Đây là công việc làm của tôi để cầu nguyện cho gia đình tôi bình yên, được không? Cầu nguyện cho chồng tôi có sức khỏe để anh đi làm việc được tốt, gia đạo tôi được bình an, gia đình tôi được hạnh phúc, được không? Khoan nói tới chuyện giải thoát. Chuyện này chúng ta nói với người cùng nghề của chúng ta thì được. Hiểu không? Cùng nghề á. Vì gặp những đức bị nói giải thoát đi cùng nghề nè. À, đến đấy. Đúng không? Còn cái người không phải cái nghề này thì chúng ta không nên nói. Người ta hỏi mình tại sao chị mỗi ngày lễ Phật dữ vậy? Gia đình cầu nguyện cho ông chồng cũng khỏe, ông đi làm. Thấy ông làm tội nghiệp quá. Nên vẫn nhà lễ Phật để cầu chờ không Phật. Thêm cái chữ chờ vô. Tại vì người ta thích cái chữ chờ. Người ta chưa phải là hoàn toàn Phật. Mình nói cầu chờ không Phật. Tại cái người đó ta thích gì mình nói văn tự gì đó. Mình đem văn tự làm sao đưa ra phù hợp vậy đó thì hay. Nên gọi là Phật Pháp muôn biến vạn hóa. Mình thấy hay chưa? Phan nói tôi phải về thế giới cực lạc của nó. Cực lạc ở đâu? Thấy chưa? Tại vì ta đâu hiểu gì đâu. Nên mình nói mình tu sao gia đình mình được bình an hạnh phúc. Rồi bản thân mình dễ tính. Chồng mà đi làm về mệt một cái là gắt mình một cái là chồng hết mệt. Còn hơn quý vị lễ Phật xong mà quý bước ra mà chồng quý vị gặp vị có nó xỉu. Nó thôi luôn. Tu kiểu này là thua luôn. Nhân Đức nó hỏi quý vị nè, tại sao rất nhiều người ta muốn gặp Nhân Đức nha. Vì người ta gặp Nhân Đức người ta sẽ rất là vui. Nhân Đức mong quý vị niệm Phật cũng y rang vậy đó. Mỗi lần mà chồng đi làm mệt gì gặp quý vị cái là chồng phải re vậy đó. Còn hơn là quý vị mà lễ Phật xong quý vị đem cái bộ mặt chỉnh in ra. Chồng vừa đi làm về bước vô gặp vợ một cái xỉu. Tôi bà tu sao mà tôi gặp bà thấy gớm quá, thấy chưa? Xỉu. Thì sai. Sai nghe. Nên Phật Pháp nên áp dụng vô cái cuộc sống cho phù hợp nha quý vị. À, pháp môn tịnh độ là pháp môn nhân sinh. Đi vào cuộc sống nhân sinh rất phù hợp. Tuyệt vời vô luôn. Nó không có cái gì cao xa cả. Chứ không phải là nhớ nghe cái pháp môn tịnh độ là cái bánh mà quý vị để đó và có thể dùng được nghe nhớ. Câu này như Đức nói rất nhiều lần rồi đó. Chứ không phải là Phật Pháp là một cái bánh treo trên trời, trên mây trên đâu. Không phải chỉ treo trên đó cho quý vị ngó nhìn để mà chảy nước miếng đâu. Không phải. Mà Phật Pháp là thật sự xác thực luôn. Quý vị có thể dùng được và áp dụng được trong cuộc đời quý vị luôn. Nên gặp Phật Pháp là hạnh phúc nhất. Quý vị thấy như Đức đem Phật Pháp học tập với quý vị, nó có cái gì khó không? Không. Ai cũng có thể tu tập được hết. Gánh thì vô tu hết thờ. Bận thì tu nửa thờ. Còn nếu bận nữa thì tu 5 phút. Lễ Phật 5 phút. Được 5 phút nhờ 5 phút. Tôi vớt sạch nhát. Tôi không bao giờ lỗi ai hết trơn á. Được 5 phút thì lấy 5 phút. Được 1 phút thì lấy 1 phút. Nếu cuối cùng không được luôn thì tới giờ hồi hướng vô hồi hướng. Tùy hỷ. Được không? Thật sự muốn tu. Cái tùy hỷ này là do muốn tu mà không có thời gian nghe. Nên tới giờ hồi hướng nên vô hồi hướng chung nghe. Chứ không phải là làm biến không chịu tu mà tới giờ hồi hướng vô. Nguyện đem công đức này thì cái này không phù hợp. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nói rất rõ ràng á. Thôi chúc quý vị an lạc. Ai về đạo Phật. À, chúc quý vị an lạc nha. À, chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc nha quý vị. Ai về đạo Phật. Ai về đạo Phật.